Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món chay để đãi tiệc nữa nha. Đó chính là cơm giòn thập cẩm. Cơm khi hoàn thành có màu sắc khá là đẹp. Khi ăn thì cơm có mùi thơm, mềm mềm, dẻo dẻo và giòn giòn từ gạo rang. Hòa chung với các nguyên liệu như là đậu hũ khô và thanh cua chay sẽ giúp cho quý cô bác có một món cơm rất là ngon và không bị ngán. Trong những bữa tiệc chay nho nhỏ của gia đình, quý cô bác có thể làm món này để làm món chính thì vừa ngon lại vừa đẹp ạ. Quý cô bác đang theo dõi video, nếu thấy thích món cơm giòn thập cẩm mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Và để làm cơm thì đương nhiên là không thể nào thiếu đó là gạo rồi. Và đây em dùng 200g gạo loại dẻo. Dùng gạo dẻo để khi hoàn thành thì món cơm nó sẽ không có bị cứng. Và nguyên liệu để xào chung thì em dùng đó là đậu hũ khô. Ở mấy video trước em cũng có chia sẻ cách làm đậu hũ khô đó, quý cô bác có thể tìm xem nha. Tiếp theo là thanh cua chay. Và đậu hũ khô và thanh cua chay là 50g. Quý cô bác có thể thay thế bằng các loại chả chay khác cũng được. Và 50g cà rốt em đã cắt hạt lựu nhỏ. Vài nhánh ngò rí và hành lá, quý cô bác có thể thay thế bằng bơ rô cũng được. Và 1,5 muỗng cà phê bột nghệ. Gia vị nêm thì gồm có 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay và nửa muỗng cà phê tiêu. Cần có một ít nước mắm chay và dầu ăn. Nguyên liệu đã xong rồi, em mời quý cô bác cùng làm nha. Đầu tiên thì phần gạo này em sẽ múc ra khoảng 40g. Đem phần gạo chừa lại ngâm nước khoảng 1 giờ. Còn phần gạo trong chén to này em sẽ mang đi vo sạch và cho vào nồi. Cho vào đây 1,5 muỗng cà phê bột nghệ, trộn đều lên. Sau đó thì cho lượng nước dừa tươi vừa đủ vào để nấu cho cái phần gạo này nó chín. Quý cô bác có thể dùng nước dừa tươi hoặc là nước lọc đều được. Tùy theo là loại gạo quý cô bác sử dụng mà mình cho lượng nước thích hợp nha. Giờ thì bắt cái nồi cơm này lên bếp thôi. Và đậu hũ khô em sẽ cắt nhỏ nha. Quý cô bác cắt càng nhỏ càng tốt. Tại vì khi chiên thì đậu hũ khô này nó sẽ phồng lên. Cho nên quý cô bác đừng có cắt to quá. Đậu hũ khô đã cắt xong, bây giờ thì thanh cua chay em cũng mang đi cắt nhỏ luôn. Nếu không dùng đậu hũ khô thì quý cô bác có thể dùng sườn non chay, cắt nhỏ sau đó thì chiên vàng. Và thanh cua chay này có thể thay thế bằng các loại chả chay đều được. Thanh cua chay đã cắt xong, bây giờ em sẽ chuẩn bị một chảo dầu nóng. Sau đó thì đợi khi dầu thật là nóng già mới cho đậu hũ vào chiên nha. Quý cô bác thấy không, cái miếng đậu hũ khô nó đã phồng lên và nó rất là to luôn nè. Chiên xong thì đậu hũ phồng to và có mùi thơm. Khi ăn thì đậu hũ rất là giòn và tan trong miệng, giống như là bánh phồng tôm vậy đó. Đậu hũ đã chiên xong, quý cô bác đi kiểm tra cái phần gạo mình đã ngâm. Sau đó thì rửa thật sạch gạo và để cho ráo nước. Và bây giờ thì cho gạo vào chiên luôn. Nhớ là khi chiên gạo, dầu phải thật nóng già thì gạo nó mới phồng nha. Phần gạo phải được ngâm nước ít nhất là 30 phút. Sau đó thì mang đi rút khô nước và để cho ráo thì cho vào chảo dầu chiên. Nếu mà có thời gian thì quý cô bác ngâm gạo khoảng 1 giờ thì càng tốt. Như vậy thì gạo nó sẽ có đủ nước, khi chiên thì gạo sẽ phồng hơn. Hoặc là nhà quý cô bác nào mà có cơm khô mình mang ra mình chiên thì nó sẽ phồng ngon hơn là dùng gạo nữa. Phần gạo đã tan đều và nổi lên trên mặt dầu như thế này là đã được rồi nè. Bây giờ thì vớt ra. Quý cô bác xem nè, em sẽ quay cận cho quý cô bác xem. Gạo nó đã chín và đã phồng ra rồi. Bây giờ nó rất là giòn và thơm luôn á. Giờ thì quý cô bác ăn cái hạt gạo này giống như là cốm vậy. Quý cô bác cứ để dầu cho nóng già, sau đó thì mình chiên tiếp tục cho hết phần gạo còn lại nha. Đã có cái phần gạo giòn rồi và cơm cũng đã chín. Bây giờ bắt đầu đi làm cơm giòn nha. Đầu tiên là phi thơm hành. Quý cô bác đừng để hành cho nó vàng, có mùi thơm là được rồi. Bây giờ thì cho cà rốt và thanh cua chay vào.
đảo đều khoảng 1 phút, sau đó thì cho đậu hũ chiên vào đây luôn. Giờ thì em sẽ nêm gia vị nha. Em nêm vào đây gồm đường, hạt nêm chay. Phần tiêu thì chừa lại. Quý cô bác cứ nêm như thế nào cho vừa khẩu vị của mình là được. Còn em thì sử dụng một muỗng canh đường và một muỗng cà phê hạt nêm chay và một muỗng cà phê nước mắm chay. Đảo đều một lượt cho các nguyên liệu này thấm đều gia vị, sau đó thì cho phần cơm vào. Quý cô bác đảo đều tay là được, nhớ là xào ở lửa vừa, đừng xào lửa nhỏ. Xào cơm ở lửa vừa thì hạt cơm sẽ săn chắc hơn và trông bóng bẩy và ngon hơn. Nếu xào ở lửa nhỏ quá thì hạt cơm nó sẽ tiết ra nước, nó làm ướt hạt cơm, trông nó không có được ngon mắt cho lắm. Khi thấy cơm đã khô rồi thì quý cô bác cho vào đây tiêu. Và tiếp theo nữa là phần gạo giòn. Quý cô bác vặn lửa to lên, đảo đều cái hỗn hợp này 2-3 phút là được. Sau đó thì tắt bếp liền nha, rắc lên trên thêm một ít ngò rí cắt nhỏ nữa. Giờ thì trộn đều và cho phần cơm này ra đĩa được rồi đó. Còn trang trí như thế nào thì tùy sở thích của quý cô bác nha. Còn em thì sẽ cho phần cơm này ra tô, mà đừng có ém chặt quá nha. Cho vừa đầy tô là được rồi. Bây giờ thì cho qua cái đĩa. Nhìn rất là xinh xắn luôn ha. Trang trí thêm một ít lá ngò, một cái hoa nữa là có đĩa cơm để mà đãi khách rồi. Giờ thì thêm một cái hoa hồng làm từ cà rốt và cải trắng. Hoàn thành xong món cơm giòn thập cẩm rồi nè quý cô bác. Bây giờ thì thưởng thức nha. Điều đầu tiên em thích ở món cơm này là có màu rất là đẹp. Thứ hai nữa là mùi của nó cực kỳ thơm. Khi ăn thì giòn giòn sẽ làm cho quý cô bác không có bị ngán như những món cơm chiên khác. Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em đã hết rồi. Cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video nếu thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ là nhấn like video để ủng hộ em nha. Em xin cảm ơn.